Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu mình quay Winner X rồi Winner V1 cho mọi người nha. Vario, dạ Vario có trả góp hết anh chị coi vào video hôm qua. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người là dòng Winner V1, Winner X Rider Sidekia Sonic luôn. Cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Mọi người xem thì mọi người like, chia sẻ mạnh giùm em nha. Trước mặt của anh chị và các bạn là một con Winner V1 màu đỏ trắng nha mọi người. Các bạn nhìn màu đỏ trắng nha. Con này là biển số 76-47714 nha mọi người. Mình quay cái nào kỹ kỹ. Con này đi 10.000 coi. Giá là 28.800.000. Thì những con này mọi người trả cũng tầm 8 triệu. Ngoài ra thì đây con Winner X nữa nè mọi người, biển số 65-2020. Con này 29 nè. Đó 29 nha mọi người. Con bên này thì biển số 65 Winner X 2020 luôn, auto đi 3.000 coi. Con này thì 35.600.000. Phiên bản combo màu đỏ nha mọi người. Winner X ở đây thì hiện tại toàn là bản ABS không à. Có một con CBS hả? Ok. Lại tiếp tục một con Winner X cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì đời 2019, auto đi 4.000 coi nha mọi người, là 34.800.000. 34.800.000. Ngoài ra thì đen nhám biển số 66 này. Nãy có bạn nào hỏi biển số 66 á, thì đây auto đi 4.000 coi là 35.800.000. Màu đen nhám nha anh chị và các bạn. Đó, Winner X màu đen nhám. Bên này cũng là màu đen nhám, biển số 36, auto đi 5.000 coi, 2019 là 34.800.000. Để mình đề máy một con cho anh chị và các bạn nghe ha. À, mấy bản này nãy giờ mình quay toàn ABS nha. Con này có trong trộm luôn. Đó. Bạn nghe đi, máy rất lực. 34.800.000. Rồi ra bên này cũng là đen nhám luôn nè mọi người. Đó, phục vàng. Con này biển số 71 nha, auto đi 5.200 coi. Giá là 33.900.000. Ngoài ra nếu mà anh chị và các bạn nào mà thích cái phiên bản đường đua, có thể mua con này nè, biển số 69, auto đi 2.000 coi thôi mọi người. 2020 34.900.000, auto đi 2.000 coi. Anh chị và các bạn nào mình cứ tham khảo á, tại vì dòng Winner các bạn cứ xem mà nhiều anh em thôi. Bán 30 triệu. Nhưng mà các bạn khi mà ra mua xe mới con này ít nhất các bạn ra tiền xong trên 48 triệu nha mọi người, phiên bản đường đua nè. HRC. Đó. Rồi. Tiếp tục là một con nữa cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì biển số 65 là 31.900.000, auto đi 4.000 coi. Đó. 4.000 coi, bản này là bản CBS nha mọi người. Rồi, về em Sidekia màu vàng này. Con này là 39.900.000. Con này hết bình, 39.900.000. Ngoài ra thì Winner X còn một con combo màu đỏ nữa này. Biển số 61, auto đi 6.000 coi là 33.600.000 nha mọi người. Ở Winner X thì bữa nay số lượng cũng nhiều đó. Rồi, về Rider. Rider biển số 60 này mọi người, auto đi 1.800 coi, 2019 nè. Rồi, biển số 60, 10303 này mọi người. Biển số này mà anh chị và các bạn nào ở Đồng Nai thì mình mua cũng đẹp á. Xe 8 nút, 7 nút. Thiếu mình. Con này mới đi 1.745 coi nè mọi người. Ha, 1.745 coi. Con này đẹp, con này theo cảm nhận của mình nhìn bên ngoài nó đẹp. Khi mà anh chị quay ở trên á, nhiều lúc nó hơi mờ tí nhưng mà ở bên ngoài các bạn nhìn còn đẹp hơn nữa. Con này 2019, 39.900.000. Rồi, mình chuyển qua Winner V1 cho mọi người nha. Con này biển số 63,
2017 Audo đi 11.000 coi là 26.800. 11.000 coi màu cam đen nha mọi người. Cam đen đi mâm màu cam luôn. Còn bên này thì tem sơn 3D, biển số 71 đời 2018 nha. Con này thì Audo đi 9.000 coi nha mọi người. 27.900. Thì những con mà 27.900 mọi người chuẩn bị tầm 8-9 triệu là mình mua được ha. Thủ tục là chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu. Anh em mà có những thắc mắc muốn liên hệ thì liên hệ qua số điện thoại là 0964711525. Còn muốn tới mua xe xem trực tiếp thì ghi tới địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Ngoài ra thì đen nhám thì 1, 2, 3, 4, còn 5 con đen nhám nha mọi người. Winner V1 5 con màu đen nhám. Đen nhám con này là mâm đen, biển số 49 đời 2018, Audi đi 12.000 coi, giá là 28.600. Còn con này bán ra không? Con này bán rồi không? Rồi. Con bên này thì biển số 37 đời 2018 luôn. Audi đi 14.000 coi, giá là 28.500. Các bạn nhìn đi. Ngoài ra thì con bên này thì biển số 60 2018 Audi đi 9.000 coi luôn mọi người, là 28.700. Đó. Thì bản LTD. Không đâu. Rồi. Ok, khi nào em ra khỏi cửa hàng em đeo khẩu trang anh. Ok, chào Thanh Nguyễn. Còn hồ sơ như thế nào? Tất cả hồ sơ xe này á thì anh chị và các bạn khi mà mình mua, mình có nhu cầu rút á, có những anh em á mua tiền mặt thì họ muốn con xe này họ để im biển số họ đi luôn, không cần phải rút. Còn nếu anh chị và các bạn nào mình muốn rút hồ sơ sang tên á thì bên cửa hàng vẫn hỗ trợ rút hồ sơ cho anh chị và các bạn nha, đầy đủ cho anh chị và các bạn hết nha, nên các bạn cứ yên tâm. ABS nào 40 cũ anh? ABS 40 cũ là tùy theo bản nào thôi anh. Còn họ báo vậy thôi, khi mà anh ra khi mà anh mua thật sự á thì ví dụ như bản đường đua nãy em nói á, anh mua không bao giờ dưới 48 triệu đâu. Rồi. Con này là Winner V1 màu trắng xanh nha mọi người. Con này thì 27.900. S29 thì nhiều lắm. Ok, đợi em tí đi. Em vừa quay xong. Có con S biển số 26 không ạ? À? Không, không có bạn ơi. Rồi, một con màu đỏ trắng nữa nè mọi người. Winner V1 đợt này đỏ trắng có 3 con luôn á. Con này thì biển số 70 2018, Audi đi 10.000 coi thì 28.900 này. Đó. Ngoài ra thì con bên này nữa nè, đỏ trắng. Biển số 66 2017 là 27.900 nữa nè. Rồi, ngoài ra thì trong tất cả các phiên bản màu đen nhám, nãy giờ mâm đen thì có con này là màu đen nhám. Tem vàng là phiên bản LTD. Mâm vàng, giá con này là 30.500. Ngoài ra thì đây là một con Winner V1 màu trắng đen nha mọi người. Biển số 86. Con bên này thì giá là 29.600. Con bên này cũng là một con màu trắng xanh. 68 28.500. Mọi người xem nhớ like cho Sĩ cũng như đăng ký kênh nha. Những anh em nào thật sự muốn mua. Con này đi 1.740 coi. Xe mới leng keng luôn mọi người. Ngoài ra thì con này biển số 68 á, 32590. Con này một con Sakia 2018. Lắp vàng. Chống trộm luôn. Yếu bình không mọi người? Đi 6.000 coi. Tại vì khi mà chống trộm là thường nó yếu bình lắm. 2018 41 triệu nè mọi người, biển số 68 á. Rồi Sonic màu trắng đỏ, Sonic thì hiện tại cũng khá nhiều nha mọi người. Con này biển số 40. Con này là 45.900, màu trắng đỏ nha, để mình coi thử đi bao nhiêu ngàn. 7.000. Đâu 743 coi. Biển số 65 nha mọi người. Con này biển số 60 nè, 547 nè. Con này thì giá là 43.900 luôn, đi 11.000 coi. Anh em mình xem like cho Sĩ mạnh mạnh giùm em á. Rồi em quay nốt 3 con Sonic này nữa. Anh em có câu trả lời nào, hỏi nào thì cứ hỏi nha. Con này Sonic biển số 67 219 là 47.900 nè mọi người. Con này trắng đỏ, mâm đỏ. Đỏ đen bên này thì biển số 65, Audi đi 6.000 coi là 45.800. Con bên này là
điện số 60 44 điều chính là đi 4.000 coin. Đó là mình vừa lướt qua tất cả các dòng tại cửa hàng. Thì anh chị và các bạn nào mình có nhu cầu mua những con nào á thì mình chịu khó mình liên hệ mình mua đó. Xe thì nãy giờ mình quay khá nhiều dòng, ẹt thì cũng đã quay rồi, các bạn có gì mình tua lại clip mình cùng mọi người coi nha. Còn anh em nào mình có những thắc mắc gì thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại là 0964711525, địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Dị An, Bình Dương. Mọi người xem thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông á.